Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay, chúng ta có một số tin tức thú vị từ Toyota Motor Europe khi việc sản xuất Toyota CHR hoàn toàn mới bắt đầu với một bước đột phá. Hãy theo dõi để tìm hiểu thêm về các tính năng điện khí hóa và khoản đầu tư đáng kể có liên quan. Hãy đi sâu vào một số hình ảnh của việc lắp ráp tại nhà máy Toyota Thổ Nhĩ Kỳ nhé. Toyota Motor Europe gần đây đã bắt đầu sản xuất Toyota CHR hoàn toàn mới và đây không chỉ là sản xuất đơn thuần. Nó bao gồm việc lắp ráp bộ pin đầu tiên ở châu Âu, đánh dấu một bước quan trọng trong cam kết điện khí hóa của Toyota. Với khoản đầu tư khổng lồ trị giá 308 triệu euro, Toyota Motor Manufacturing Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành nhà máy đầu tiên ở châu Âu của Toyota chuyên sản xuất xe plug-in hybrid. Việc bơm vốn đáng kể này không chỉ mang lại một chương mới cho CHR mà còn mở rộng hoạt động sản xuất phương tiện di chuyển điện khí hóa tổng thể của TMMT. Toyota CHR được biết đến với việc thiết lập các tiêu chuẩn về kiểu dáng trong phân khúc CSUV ở châu Âu, đang nâng tầm nó lên một tầm cao mới với thiết kế táo bạo hơn. Được phát triển và chế tạo ở châu Âu, mẫu xe mới này tiếp tục di sản của CHR về vẻ ngoài sắc sảo, ấn tượng lấy cảm hứng từ những chiếc coupe thể thao. Kể từ khi được giới thiệu, Toyota CHR không chỉ gây chú ý mà còn thúc đẩy doanh số bán hàng mạnh mẽ, tích lũy hơn 800.000 xe được bán ra. Thành công này đã góp phần đáng kể vào việc nâng thị phần của Toyota tại châu Âu, tăng từ 4% lên mức ấn tượng 7%. Bây giờ, hãy nói về hệ chuyển động. Toyota CHR hoàn toàn mới có 4 tùy chọn điện khí hóa, mẫu Hybrid Electric 1.8 và 2.0 lít, mẫu SEV 2.0 lít với hệ dẫn động 4 bánh thông minh, AWDE, và Plug-in Hybrid 2.0 lít. Mô hình điện. Trong thị trường SUV châu Âu có tính cạnh tranh cao, dòng sản phẩm điện khí hóa của CHR cung cấp nhiều loại xe có giá cả phải chăng, thiết thực và phát thải carbon thấp. Sản phẩm này có gì đột phá không? Lần đầu tiên ở châu Âu, pin cắm điện sẽ được lắp ráp tại địa phương. Đây là một phần trong chiến lược của Toyota nhằm cung cấp các lựa chọn đa dạng cho khách hàng và góp phần giảm lượng khí thải CO2. Dây chuyền pin mới có khả năng lắp ráp ấn tượng 75.000 chiếc pin mỗi năm. Yoshihiro Nakata, chủ tịch Toyota Motor Europe, bày tỏ sự phấn khích về lần ra mắt này và việc mở rộng cơ sở sản xuất. Khả năng sản xuất một biến thể plug-in hybrid với pin được lắp ráp trong nước là một bước quan trọng hướng tới mục tiêu của Toyota là giảm 100% lượng khí thải CO2 trên các dòng xe của hãng ở châu Âu vào năm 2035. Ekhagen Sahin, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Toyota Motor Manufacturing Thổ Nhĩ Kỳ đã cho biết, cột mốc quan trọng này sẽ nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của nhà máy của chúng tôi, vốn đã được biết đến trong số các nhà máy của Toyota trên toàn thế giới nhờ cơ sở sản xuất vững chắc và chất lượng cao ổn định. Trên hết, chúng tôi tự hào đóng góp quan trọng cho chiến lược điện khí hóa và các mục tiêu trung hòa carbon của Toyota. Bây giờ, hãy cùng đi sâu tìm hiểu triết lý thiết kế của Toyota CHR hoàn toàn mới. Mẫu xe này được xây dựng dựa trên sự thành công của mẫu xe tiền nhiệm, được biết đến là mẫu xe đổi mới trong số các mẫu SUV phân khúc C ở châu Âu. Được thiết kế, chế tạo và sản xuất ở châu Âu, đặc biệt dành cho khách hàng châu Âu, CHR tự hào có thiết kế bên ngoài cấp tiến tạo nên ấn tượng của một chiếc xe ý tưởng trên đường. Nhưng đó không chỉ là về ngoại hình, Toyota CHR hoàn toàn mới mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cho người dùng. Hãy hình dung thế này, khi người lái xe đến gần xe của họ, đèn bên ngoài sáng lên và chiếc xe sẽ áp dụng các cài đặt ưa thích của người lái, tạo ra một khung cảnh chào đón. Đồng hồ đo kỹ thuật số hoàn toàn 12,3 inch nâng cao trải nghiệm lái xe, cho phép tùy chỉnh và ưu tiên thông tin theo sở thích hoặc loại hành trình của người lái. Việc trang bị hệ thống chìa khóa kỹ thuật số, hệ thống chiếu sáng xung quanh với tối đa 64 tùy chọn màu sắc và nhiều tính năng đa phương tiện, bao gồm chức năng đỗ xe tự động độc đáo và đỗ xe hoàn toàn từ xa, thực sự nâng cao trải nghiệm của người dùng. Di chuyển vào bên trong, phong cách nội thất hiện đại kết hợp liền mạch chức năng với tiện nghi hiện đại.
Toyota đã thực hiện cách tiếp cận tập trung vào tính bền vững bằng cách tăng cường sử dụng vật liệu tái chế và không có động vật. Điều này không chỉ phù hợp với nỗ lực toàn cầu về thân thiện với môi trường mà còn góp phần giảm lượng khí thải carbon thông qua các quy trình sản xuất mới và tiết kiệm trọng lượng. Ở các bản cao cấp hơn, xe sẽ dùng vành la răng có đường kính từ 18 đến 20 inch. Ngoài ra, bản cao cấp còn có thêm sưởi ghế trước, vô lăng bọc da tổng hợp tích hợp sưởi, đèn viền nội thất, cửa cốp chỉnh điện, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh JBL 9 loa. Toyota CHR 2024 có màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái hút và cửa sổ trời toàn cảnh. Ghế của xe sẽ được bọc da tổng hợp pha Alcantara, da tổng hợp pha Alcantara, nỉ hoặc da thật tùy phiên bản. Tương tự các mẫu xe Toyota đời mới, CHR 2024 cũng được trang bị nhiều tính năng an toàn chủ động ADAS như kiểm soát chân ga, hỗ trợ lái chủ động, hỗ trợ đánh lái, hỗ trợ chuyển làn đường. An toàn là ưu tiên hàng đầu và CHR hoàn toàn mới sẽ không làm bạn thất vọng. Xe được trang bị các tính năng Toyota Safety Sense mới nhất, mang đến sự an toàn và hỗ trợ người lái tiên tiến. Các bổ sung mới bao gồm giảm tốc và hỗ trợ lái xe chủ động, tăng cường khả năng ngăn ngừa va chạm và giảm tốc mượt mà khi đến gần các phương tiện hoặc khúc cua chậm hơn. Hỗ trợ tính bền vững, CHR mới nhấn mạnh việc sử dụng vật liệu tái chế, chẳng hạn như loại vải bọc ghế mới được làm từ chai PET tái chế. Ngoài ra, những cải tiến như nhựa sơn sẵn cho cản xe và sơn gốc nước góp phần giảm lượng carbon. Sự tập trung vào tính bền vững còn mở rộng đến các biện pháp giảm trọng lượng, chẳng hạn như thép cường độ cao mới và thiết kế mui toàn cảnh độc đáo không chỉ giúp tiết kiệm trọng lượng mà còn tăng cường khoảng không trên đầu. Và bạn đã có nó, một cái nhìn cận cảnh hơn về Toyota CHR hoàn toàn mới, một mẫu xe mang tính bước ngoặt của Toyota ở châu Âu. Từ thiết kế tiên tiến và công nghệ tiên tiến đến cam kết về tính bền vững và trải nghiệm người dùng được cá nhân hóa, CHR chuẩn bị tạo nên làn sóng trong bối cảnh ô tô châu Âu. Nếu bạn cũng hào hứng như chúng tôi về mẫu xe đột phá này, hãy nhấn nút thích, chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận và đừng quên đăng ký để nhận thêm thông tin cập nhật từ thế giới ô tô. Như mọi khi, cảm ơn bạn đã theo dõi chúng tôi.